này sao mà vào hội trái cây xuân được? Chắc tại lên văn phòng đốc tôi khỏe giải thích. Ủa, ôi, có chuyện gì vậy các em? Sao mặt Atiso bí xị vậy nè? Hân nhiệt cao, nóng thấy mồ. Em không cho tham gia hội hoa trái mùa xuân, vậy mà bạn ấy định mít ước đó chị Vân Trang. Ê khoan Bưởi ơi, chị thấy cái này phải xem lại à nha. Hay là mình đi hỏi Doctor Khỏe đi, chứ nào tới giờ chị nghe nói là Atiso mát lắm mà. Vậy giao cho Doctor Khỏe cho chắc ăn. Con vượt mấy trăm cây số từ thành phố mộng mơ vào đây để giờ bị xét là nóng chảy mỡ kìa Doctor Khỏe. Thôi ta hiểu mà, chắc con đi đường xa nắng nóng, thân nhiệt lên cao, chứ thật ra con giúp thanh nhiệt rất là hiệu quả. Vì vậy ta mới kêu con vào đây giúp mọi người ngày Tết đó mà. Thôi, con cứ ngồi nghỉ lát đi. Khi thân nhiệt bình thường trở lại thì Doctor Khỏe kiểm tra lại rồi cho con tham gia hội. Ý, đúng, quá là đúng luôn đó Doctor Khỏe ơi. Ngày Tết thường là chúng ta hay ăn đồ nóng lắm. Nóng trong cơ thể như vậy phải uống Atiso có thể giải nhiệt được. Quá là hay luôn. Nếu chỉ giúp thanh nhiệt thì ta đâu phải bắt Atiso vất vả đi từ Đà Lạt về đây. Doctor Khỏe nói vậy có nghĩa là Atiso còn có công dụng khác nữa ha Doctor Khỏe. Chị Vân Trang đeo kính vô đây. Hả? Thôi, nhưng mà đeo kính vô làm gì vậy em? Vì em sợ nói ra chị bị lé mắt luôn. Wow, tự tin ghê ta. Nhưng mà công dụng gì lại chói sáng dữ vậy hả? Doctor Khỏe với em thử chia sẻ đi. Ngày Tết thường chúng ta ăn uống rất nhiều món mà tạo gánh nặng cho lá gan, mà Atiso á thì giúp gan đào thải chất độc. Chính vì vậy mà ngày Tết có Atiso thì thật là tuyệt vời rồi. Vậy nếu như mà chúng ta muốn gan của mình có thể đào thải được độc tố thì mình nấu nước uống hay sao hả Doctor Khỏe? Atiso được sử dụng khá đa dạng như là sắc nước uống dạng tươi, dạng trà khô hoặc nấu canh đều dễ thưởng thức. Đâu chỉ tốt cho gan không đâu, Atiso em còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa nữa đây. Tốt cho hệ tiêu hóa như thế nào nè, em nói chị nghe thử đi. Atiso cũng có thể giúp giảm các triệu chứng khó tiêu như đầy hơi, buồn nôn và ợ nóng. Atiso thúc đẩy vi khuẩn đường ruột thân thiện, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ruột, giảm táo bón và tiêu chảy. Trong Atiso của em có thành phần Cinarin, kích thích sản xuất mật, giúp tiêu hóa chất béo dễ dàng hơn. Mà chị Vân Trang biết rồi đó, Tết thì món ăn mình toàn dầu mỡ không à, không khéo là làm gánh nặng cho dạ dày và lá gan đó. Em nói rất là chính xác luôn đó Atiso. Thường ngày Tết chúng ta hay bị đầy bụng bởi những món ăn rất là nhiều dầu mỡ, nhưng mà chúng ta không có nghĩ là Atiso có thể giúp ích được. Giờ thì Vân Trang biết rồi đó. Không phải chỉ có Vân Trang biết không đâu mà quý vị khán giả cũng biết nữa. Cho nên Vân Trang chắc chắn là Tết năm nay chúng ta sẽ không phải lo lắng cho dạ dày của mình, cho lá gan của mình, mà có thể thoải mái ăn thỏa thích luôn, bởi vì đã có em Atiso rồi. Vậy thì Atiso chúc khán giả đón những ngày Tết thật vui vẻ và ngon miệng nha. Còn bây giờ thì Vân Trang cũng thay mặt những người thực hiện chương trình xin chúc quý vị một năm mới tràn nhiều niềm vui, tràn nhiều hạnh phúc. Chúc quý vị khán giả luôn dồi dào sức khỏe nha.